Hồ Hà Nội, một di sản tự nhiên quan trọng và đặc trưng của thủ đô. Theo thống kê gần đây của Sở Xây dựng Hà Nội, năm 2012, trong nội thành hiện có khoảng 120 hồ với 6,2 triệu mét vuông mặt nước. Có thể kể đến như hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, hồ Đền Lừ, hồ Trúc Bạch. Đó là những lá phổi xanh tự nhiên vô cùng quý giá trong lòng thành phố. Không gian các hồ Hà Nội có đóng góp lớn trong việc điều hòa khí hậu, cân bằng thiên nhiên và là địa điểm thưởng ngoạn ấn tượng cho du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến với thủ đô ngàn năm văn hiến. Không những vậy, Hồ Hà Nội còn là nơi lưu giữ thông tin, giá trị quý giá về lịch sử, văn hóa của người Hà Nội từ sơ khai trải qua nhiều thế kỷ đến nay. Cùng với những câu chuyện ý nghĩa đó, Hồ Hà Nội đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhân dân thủ đô. Hiện nay, có rất nhiều tổ chức, cá nhân tâm huyết với các vấn đề bảo vệ môi trường, trong đó phải kể đến những đóng góp tích cực của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, người có một tình yêu đặc biệt với Hồ Hà Nội. Hiện ông đang là Chủ tịch Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội. Mong muốn lớn nhất của ông là góp chút sức mình vào công cuộc bảo tồn và duy trì bền vững hệ thống ao hồ Hà Nội trong lành vì một thủ đô thực sự văn minh, hiện đại và thanh lịch. Hồng Nhung rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nét Việt Story được phát sóng trên kênh VTC10 Nét Việt. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, người được mệnh danh là kỷ lục gia xây nền. Cũng bởi trong quá trình công tác của mình, đã có rất nhiều lần ông được giao nhiệm vụ xây dựng những đơn vị mới thành lập. Và cũng như một cái duyên, tất cả những đơn vị này đều liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường. Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, rất cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là một người rất tâm huyết với những vấn đề về ao hồ, vậy thì ông có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa ông đến với lĩnh vực bảo vệ môi trường, đặc biệt là với Hồ Hà Nội được không ạ? Đúng là như một cái cơ duyên, tôi không được đào tạo chuyên về bảo vệ môi trường, nhưng mà cũng học một cái ngành gần với các khoa học trái đất. Khi từ Liên Xô trở về thì được phân công về Ủy ban khoa học thuật nhà nước, cho đến bây giờ tôi vẫn tiếp tục làm cái nghề đó, tức là bảo vệ môi trường. Cái khó khăn nhất cả vụ điều tra cơ bản, cái tên viết tắt của vụ quản lý khoa học và kỹ thuật về điều tra tài nguyên thiên nhiên và điều kiện tự nhiên thì có 13 người. Và sau năm 1975 thì được bắt đầu bằng những các việc là điều tra tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Thì tất cả những vùng trên cả nước ấy, các 7 vùng kinh tế thì chúng tôi đều được tham gia để mà lo những các cái chương trình điều tra tổng hợp đấy, và trên cơ sở những chương trình điều tra tổng hợp ấy thì chúng tôi mới thu thập được cái tài liệu cơ bản nhất để dần dần đánh giá tài nguyên thiên nhiên của đất nước với lại việc bảo vệ môi trường. Rồi sau đấy thì những vấn đề kinh tế vân vân nó nảy sinh. Đấy là những khó khăn bước đầu, nhưng tôi cho rằng nó cũng là thuận lợi, bởi vì đấy là cái mảnh đất mới hoàn toàn, nên là chúng tôi là làm và được ủng hộ hết sức là nhiệt tình của các đơn vị bạn, của các bộ ngành liên quan, và đặc biệt là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lại lĩnh vực điều tra cơ bản nói chung, trong đó có bảo vệ môi trường. Thưa ông, đã vượt qua rất nhiều những khó khăn về cả vật chất lẫn con người thì chắc chắn rồi tình yêu với Hồ Hà Nội phải vô cùng lớn, và ông có thể chia sẻ thêm về những tình cảm này với khán giả đang theo dõi chương trình được không ạ? Không chỉ riêng tôi mà chắc chắn là rất nhiều người, thậm chí là nhân dân cả nước đều yêu Hà Nội, trong đó là đặc biệt là Hồ Hà Nội. Cuộc đời gắn bó với Hà Nội và gắn bó với Hồ Hà Nội thì nó làm như là cái sự hết sức là tự nhiên. Nhưng mà với cái người như chúng tôi làm bảo vệ môi trường thì thấy hết được cái ý nghĩa của hồ, nó quý giá như thế nào. Nhưng gần đây là mỗi ngày nó bị lấp đi, có những hồ bị lấp hoàn toàn, có những hồ bị san đi, mất đi phần diện tích, thậm chí là bồi lắng, và hơn nữa thì chất lượng nước rất là kém. Cho nên là cái nỗi đau của những người mà được nhìn thấy những hồ mỗi ngày một nó xuống cấp như vậy thì rất là buồn, rất là đau. Mà chúng có những con số thực sự chúng tôi nghiên cứu thì thấy rằng có tới 95-97% các hồ của Hà Nội đã bị ô nhiễm ở các mức độ khác nhau, và có những hồ thì hầu như là không thể gọi là hồ được nữa. Bên cạnh những thực trạng mà ông đã vừa chia sẻ thì ông có thể nói rõ hơn về những trăn trở của mình cũng như là những mong muốn để có thể khắc phục được những khó khăn trên. Rất trăn trở, chỉ mong sao là mình tạo dựng được một cái phong trào để có thêm những cái lực lượng chung tay để lan tỏa việc là yêu hồ hơn, bảo vệ hồ, thì trước hết bằng cách là hãy không xả rác này, không làm những cái gì làm bẩn hồ. Chính vì thế cho nên là câu lạc bộ Hồ Hà Nội thì được hình thành và rất nhiều các phường đã tham gia vào, thì chúng tôi muốn rằng cái sự lan tỏa này nó càng rộng hơn, từ các cái hội như là Hội Cựu Chiến Binh, các cụ cũng tham gia vào, rồi Hội Liên hiệp Phụ Nữ của các phường, và đặc biệt là lực lượng các cháu ở các cái trường đại học hay là các trường ở quanh đấy, dần dần nó lan tỏa và làm tốt trong một thời gian khá là dài vừa rồi. Nhưng mà cái mong muốn hơn ấy là phải như thế này, là chính quyền Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phải thực sự là đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Trước hết là làm sao cho hồ nó có chủ. Bởi vì cho đến bây giờ có lẽ là duy nhất là Hồ Tây nó có cái ban quản lý đấy. Vì khi đó chúng ta biết là ai được phân công và trách nhiệm như thế nào để quản lý, bảo vệ cái vùng hồ đấy. Và thứ hai nữa là gì? Là những cái hồ mà đã bị ô nhiễm thì cần phải có những cái giải pháp ngay, tức là có những công nghệ để chúng ta nạo vét hay là làm cải tạo nó một cách khoa học nhất. Đấy là một số cái giải pháp mà tôi thấy là cần phải tập trung làm. Nếu như mà chưa có thể làm được ngay thì chúng ta tập trung vào theo ưu tiên, phân ra các cái loại hồ để chúng ta làm dần và giải quyết rốt ráo đến đâu thì được đến đó. Thì như vậy thì sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ giải quyết được. Đến bây giờ, khi đang nghỉ hưu theo chế độ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến vẫn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng về bảo vệ môi trường, cũng như làm cố vấn uy tín cho nhiều dự án hay những sự kiện đặc biệt. Những cống hiến của ông cũng như sự tận tâm trong công tác bảo vệ môi trường đã trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ phấn đấu noi theo. Trước kia thì mình cũng có công tác với bác về cái chuẩn bị nội dung bài vở. Sau này thì bác đang là cương vị quản lý nhà nước, vụ môi trường, cục môi trường. Sau này bác nghỉ hưu thì bác làm chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam và cũng như là cái chủ tịch câu lạc bộ Hồ Hà Nội. Đó là bác cái người rất là tâm huyết, thì bác đóng góp rất nhiều cho công tác bảo vệ môi trường, trong đó có bảo vệ môi trường của Hà Nội nói riêng, trong đó có Hồ Hà Nội. Thì những năm qua thì các bạn biết rằng cái Hồ Hà Nội thì cũng với vai trò là chủ tịch hội thì cái nhận thức của người dân, công tác tuyên truyền của bác ấy thì cũng được nâng cao. Rõ ràng thì những cái chương trình, các cái hoạt động ngày lễ, ngày Tết hoặc là các cái ngày lễ môi trường thì đều cái tham gia của rất tích cực của cái câu lạc bộ Hà Nội, trong đó có bác Tiến. Và ngoài cái công việc chủ tịch hội Hồ Hà Nội thì bác còn tham gia Liên minh nước sạch. Từ vai trò là cố vấn của Liên minh thì bác cũng đã có những cái hoạt động rất tích cực, ví dụ cho cái kêu gọi để thành lập cái luật nước sạch. Thì đây là một cái luật mà sau này có ý nghĩa rất lớn trong bảo vệ môi trường. Ở cái tuổi xưa này hiếm, nhưng mong ước lớn nhất của ông là vẫn tiếp tục được làm công việc mình yêu thích trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Và những việc làm thiết thực của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến cùng những người yêu Hồ Hà Nội sẽ giúp lan tỏa được thông điệp bảo tồn di sản, bảo vệ tương lai. Vậy thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, việc chung tay bảo vệ Hồ Hà Nội có những ý nghĩa lớn như thế nào đối với cộng đồng ạ? Rất ý nghĩa, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là hồ, tôi đánh giá đối với mỗi một cái vùng đất ấy, nó như một cái thủy huyệt hết sức là quan trọng. Bởi thế cho nên là mình giữ được hồ sạch mình là cái điều kiện tiên quyết để giải quyết những vấn đề liên quan đến cuộc sống của con người, và đặc biệt là những người dân sống ở quanh đấy là người ta sẽ được hưởng cái không khí trong lành. Bảo vệ hồ đối với người dân Hà Nội nó mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đấy là gì? Đây là cái trái tim của cả nước, nơi mà du khách đến với chúng ta từ năm châu bốn biển đến với Hà Nội thì người ta nhìn vào thủ đô chúng ta với những cái hồ đẹp, xanh, không bị ô nhiễm, và đặc biệt nữa là cái người dân đến nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi ở đấy được thoải mái, được đảm bảo tất cả những cái điều kiện cần thiết cho cuộc sống của người họ. Việc mà chúng ta cùng chung tay bảo vệ Hồ Hà Nội là một nhiệm vụ vô cùng cấp bách, không phải của riêng một cá nhân nào cả, mà đó là trách nhiệm của chung cộng đồng. Vậy thì khi đặt mình vào vị trí này, ông tự cảm nhận rằng mình sẽ phải có những trách nhiệm gì ạ? Là một công dân bình thường thì ai cũng phải có trách nhiệm. Hơn nữa thì ít nhiều thì trong suốt cái thời gian hơn 40 năm công tác trong ngành thì chúng tôi hết sức là thấm thía cái bảo vệ môi trường nó quan trọng như thế nào. Cá nhân tôi thì đã ít nhiều và có chút tham gia cùng với lại các đồng nghiệp trong quá trình công tác. Chúng tôi thấy rằng là mình phải có trách nhiệm cùng với tổ chức của mình để đồng hành với chính phủ, để thấy rằng là chính phủ đã đưa ra những thông điệp hết sức mạnh mẽ, hết sức nhân văn, đó là không hy sinh môi trường vì phát triển kinh tế. Thế vậy thì với trách nhiệm của bản thân tôi thì chắc chắn là cùng với hội chúng tôi sẽ làm tốt cái việc này. Không chỉ bảo vệ môi trường đơn thuần mà chúng ta bảo vệ môi trường là vì nhân sinh, là vì phát triển kinh tế, vì một cái đất nước Việt Nam tươi đẹp, và riêng về Hà Nội là thành phố vì hòa bình. Tất cả những cái đó là làm nên một cái diện mạo tốt trước hết cho thủ đô, và sau đấy là qua những cái nhìn của du khách đến với chúng ta thì nó sẽ lan tỏa và thấy rằng mà Việt Nam chúng ta là thực sự là một đất nước hòa bình, nhưng mà luôn luôn quan tâm đến cái bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng đất nước, phát triển kinh tế một cách hài hòa để đảm bảo phát triển bền vững. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến trong chương trình Nét Việt Story ngày hôm nay. Xin được chúc ông sẽ luôn có sức khỏe và luôn quan tâm đến những vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là với hệ thống ao hồ tại thủ đô Hà Nội. Xin cảm ơn Hồng Nhung, xin cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình của VTC10. Chúng tôi nghĩ rằng là thời gian này cũng như là tới đây là cái thời điểm hết sức là quan trọng mà chúng ta cần phải chung tay, không chỉ trong những vấn đề phát triển kinh tế đơn thuần mà chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường một cách hài hòa. Rồi trong đó thì tất nhiên là có nhiều vấn đề, nhưng với Hà Nội thì ưu tiên bảo vệ cho hồ Hà Nội cũng như là cái hệ thống kênh thoát nước của chúng ta thật là tốt, thì như vậy sẽ góp phần cho thủ đô xanh, sạch, đẹp, góp phần phát triển bền vững. Thưa quý vị, hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ nhận được sự lan tỏa đến từ cộng đồng, cũng như mỗi một người dân sẽ có thêm ý thức trong việc bảo vệ Hồ Hà Nội, để Hồ có thể mang lại những giá trị tốt đẹp cho đời sống của nhân dân thủ đô và đẹp hơn trong lòng của những du khách. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến. Thưa quý vị thân mến, và chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của toàn thể quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.